Bây giờ mình giảm độ sáng đi nhá. Còn đây chưa? Nút bấm là giảm này. Đấy. Tăng này. Nếu các bạn nhấn giữ thì nó tăng đều luôn này. Đấy, tăng đều luôn này, giảm đều này. Ok chưa? Cực kỳ tiện đúng không? Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mạch điện cực kỳ hữu ích, cực kỳ lý thú chỉ với bốn cái loại linh kiện như này các bạn nhé. Và với cái mạch điện này các bạn có thể chế cháo ra được rất nhiều cái thứ hay ho. Rồi, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Đây, đây chính là chiếc mạch mà mình đã lắp xong rồi. Hết sức đơn giản luôn, gồm có một con phét, hai cái nút nhấn và ba con trở cộng với một con tụ. Cực kỳ đơn giản luôn, đúng không ạ? Và các bạn phải tản nhiệt cho con phét này nhé. Nếu như các bạn dùng với công suất lớn thì chúng ta cần phải tản nhiệt. Ở đây nó sẽ thông qua cái dây âm, sẽ thông qua cái mạch này. Còn cái dây dương thì nó sẽ cấp từ nguồn, cấp trực tiếp ra tải luôn. Đây, có nghĩa là hai cái đầu này sẽ là ra tải này. Còn hai cái đầu bên tay trái của mình ở đây là nguồn vào, thì nguồn vào mình cấp là 12V nhá. Ở đây mình sẽ dùng một cái tải, đó là cái bóng đèn xe máy này. Đây là một cái bóng đèn công suất cũng khá lớn. Bây giờ mình sẽ cắm tải này. Nguồn vào thì mình sẽ cấp điện áp 12V. Đây là điện áp 12V các bạn nhé. Đây, điện áp 12V vào đây. Ok, bây giờ mình cấp nguồn vào. Các bạn thấy là đèn đã sáng rồi đúng không ạ? Mình dùng một cái tấm bìa để mình kê cái nút công tắc để tránh trường hợp nó chạm chập xuống phía dưới nhé. Rồi. Đây, thì cái nút bên tay phải là nút tăng độ sáng và nút bên tay trái là nút giảm độ sáng này. Bây giờ mình giảm độ sáng đi nhá. Còn đây chưa? Nút bấm là giảm này. Đấy. Tăng này. Nếu các bạn nhấn giữ thì nó tăng đều luôn này. Đấy, tăng đều luôn này, giảm đều này. Ok chưa? Cực kỳ tiện đúng không?
Cái này nó là một cái mạch chúng ta có thể điều chỉnh cái đầu ra, điện áp đầu ra một cách vô cấp luôn. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Giảm này. Ngon lành cành đào không? Nếu các bạn cần với công suất lớn hơn thì các bạn thay con fed này bằng công suất lớn hơn nhé các bạn nhé. Thay cái con mà fed công suất lớn hơn là ok. Và các bạn lưu ý là phải tản nhiệt cho nó. Rồi bây giờ mình sẽ test với một cái motor. Ở đây mình sẽ có một chiếc motor 775. Chúng ta sẽ test xem cái khả năng điều chỉnh động cơ nó có điều chỉnh được hay không. Điều chỉnh nguyên độ sáng đèn thì ok rồi nhá. Rồi. Bây giờ các bạn để ý này, mình tăng này. Đấy, bắt đầu động cơ bắt đầu nhúc nhích, quay đấy. Tăng này. Tăng hết cỡ này. Đấy các bạn nghe thấy cái tiếng rít của động cơ chưa? Đây là tăng hết cỡ rồi nha. Đây giảm này. Đấy, các bạn thấy không? Là chúng ta có thể điều chỉnh được tốc độ của động cơ nhé. Đấy. Tăng lên tí nữa. Ok chưa các bạn thấy chưa? Điều chỉnh tốc độ đèn, điều chỉnh tốc độ động cơ đều ok các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.